Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, mới khoảng 6 giờ sáng nay ngày 25 tháng 8, đã có rất đông người dân đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tại địa chỉ 76 đường Kỳ Đồng, thành phố Thái Bình để tham dự phiên tòa. An ninh được thắt chặt từ ngoài cổng, chỉ những ai có giấy mời mới được cho vào tham dự phiên tòa. Trước khi vào dự, tất cả đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Khoảng hơn 100 cảnh sát gồm các lực lượng và cả dân phòng được huy động giữ gìn an ninh trật tự. Thông tin với báo chí, luật sư Hà Trọng Đại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường cho biết, nạn nhân đòi bồi thường từ 85 đến 95 triệu đồng. Cho tới thời điểm này, Đường Nhuệ đã đền bù vật chất theo yêu cầu của nạn nhân, đã bồi thường cho phụ xe bị đánh 95 triệu đồng. Về tội gây dối trật tự công cộng, bị can đã được rõ tích. Bị can bị bắt tạm giam từ ngày 7 tháng 6 năm 1976, giới tính nam, tên gọi khác không, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp lao động tự do, bố đẻ Phạm Kim Bôi sinh 1946, mẹ đẻ Phạm Thị Dũng sinh 1953, đều trú tại Phủ Kiến, thị trấn Phú Thư, huyện Phú Thư, tỉnh Thái Bình. Gia đình có 4 anh chị em, bị can là con thứ nhất. Theo cáo trạng, viện kiểm sát là truy tố bị cáo theo điểm D khoản 2, tức là thuộc điểm Y khoản 1 điều 144, tức là bị cáo phạm tội có hành vi là có tính chất côn đồ. Bị cáo có ý kiến gì không? Có thấy oan sai gì không? Bị cáo không thấy oan sai. Quá trình sau khi sự việc xảy ra thì bị cáo đã tác động gia đình nộp và bồi thường cho bị hại không? Có nộp bồi thường cho bị hại không? Dạ có.